Vâng, em Thắng, chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác. Và hôm nay em Thắng lại quay lên để xin giới thiệu với các bác mấy cái mẫu âm ly đến từ Nhật, đến từ Mỹ. Và đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu với các bác con âm ly Vitzer đến từ Mỹ này, nhà có model 440T. Thì con này chạy 4 con sò LCA, con này em về thì vẫn còn nguyên bản, máy móc còn cực kỳ xịn sò. Và zin bao xịn cho các bác này. Và tiếp theo nữa, nhà con âm ly 550T cũng đến từ Mỹ, con này thì sắt chi vẫn còn chưa mới. Các bác dở ra vẫn còn chưa mới các bác nhé. Giải đài AM FM bắt đến tận 108 này. Con này thì còn cực kỳ đẹp. Gỗ zin đây, cả hai con này còn nhất đẹp, hàng tuyển chọn, mở giá chỉ nhất là phải chăng các bác nhé. Tí em quay lại em báo giá cho các bác. Và sau nữa nhà đến con âm ly Sansui 607X thì nói chung hàng của em về là còn hàng tuyển chọn, mặt mũi không lông mèo lông chuột, còn cực kỳ đẹp đây các bác này. Em đưa máy sát lại để cho các bác nhìn, mặt mũi còn nhất đẹp. Tí em giới thiệu với các bác một lượt trong đầu em quay lại em báo giá cho các bác. Và sau nữa nhà con âm ly thứ tư, con L Đông, chuyên trợ trị các dòng loa Nhật, loa Mỹ, nhất là loa bầu thì nhất là hay thì các bác này. Con L Đông này, nhà con L Đông 880D, con này thì có cả kết nối cả cổng quang optical từ TV thông minh nhà các bác xuống để các bác nghe nhạc rồi xem phim vân vân và vân vân. Thì nhất là hai con này thì em về thì con hàng tuyển chọn, hàng đẹp không lông mèo lông chuột ở mặt mũi. Đây em đưa máy sắt vào cho các bác. Và sau nữa nhà con cũng con âm ly L Đông 1500 giờ, con này thì em về vẫn còn khiển zin, con này về thì còn mới đến hơn 90%, tất cả còn hàng đẹp, hàng tuyển chọn đấy các bác. Con này này các bác về nghe nhạc loa Nhật loa Mỹ đánh được hết các con âm ly này, mà giá tiền thì cực kỳ phải chăng, mặt mũi đẹp long lanh. Con này thì mặt nhôm phây nguyên khối các bác, màu gold cực kỳ đẹp. Tiếp theo lại đến con âm ly 607 AUX 607XR này. Này các bác nhìn này, dư mới gọi mới cũng được. Hôm nay thì em quay mấy cái mẫu âm ly giá tiền nhất là phải chăng để các bác về nghe loa Nhật loa Mỹ, ngoài bass 20-25 này các bác này, đây đầy đủ các con âm ly để các bác phục vụ các bác chơi. Tiếp theo nữa nhà hai con âm ly Sansui, hai con này thì đều chạy sò 4 sò sắt sò lếch các bác nhá. Đấy, còn hàng đẹp, hàng tuyển chọn không lông mèo lông chuột, bao zin tuyệt đối cho các bác. Con la Sansui 207 nha, hôm nay em quay báo giá lại cho các bác. Như những cái con Sansui 207 này nó có công suất ra 75W cho một kênh đấy các bác. Các bác đánh loa từ bass 20 đến bass 25 mà nhất là hay loa Nhật là nhất là hay này. Nhật loa Mỹ cứ bass 20 loa 25 là cực kỳ là hay, mà giá tiền nhất là phải chăng. Như con âm ly này, cửa hàng em Thắng đương bán với cái giá là 3.800.000 một con, bao xịn tuyệt đối cho các bác, mời em giao hàng toàn quốc, bao xịn mà test tất cả, em test là thử hết rồi, chạy hoàn hảo, cực kỳ ngon lành, chạy 4 sò sắt mới cứng cưng cưng ở bên trong này các bác ạ. Em bán với cái giá là 3.800.000 một con. Con âm ly Sansui 207 này, con này đánh nó bát 20-25 cực kỳ hay. Và tiếp theo là con Sansui AUX 607XR, như hàng tuyển chọn đẹp long lanh trước mướt như thế này, em Thắng luôn bán với giá là 10.300.000 một con. Con này thì có chạy điện 100V tất các bác nhé, có công suất là 250W, bao đẹp tuyệt đối cho các bác. Và tiếp theo nữa là con L Đông
1.500 giờ này, con này thì còn khiển zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Thì cửa hàng em Thắng bán mấy cái giá là 13 triệu 400 nghìn, khiển zin tất cả bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Con này đánh loa bầu nhất hay này các bác, loa bầu loa nhật. Và tiếp theo là con âm ly đời lông 880D. Con này kết nối cổng quang đường optical vào. Em Thắng bán với cái giá là 12 triệu 200. Máy móc bao zin đẹp tuyệt đối cho các bác. Và sau nữa là con Sansui AU 607XG. Thì con này thì trong quá trình vận chuyển thì nó hơi xước một tí ở trên cái đằng trên này thôi các bác nhé. Đây này, còn mặt mũi thì không lông mèo lông chuột. Em Thắng bán với giá là 10 triệu. Còn đến con âm ly đến từ Mỹ, con Whistler 550T. Con này thì bao zin tuyệt đối cho các bác, sắt xi từng ý năm rồi mà sắt xi dở ra trắng muốt. Em bán với cái giá là 11 triệu 500 nghìn, hàng bao zin bao xịn cho các bác. Và đến con 440T này cũng như vậy, em Thắng cũng bán với cái giá là 11 triệu 500 nghìn. Và các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng của em Thắng xem, em sẽ mở nội thất và ngoại thất cho các bác xem. Các bác nào ở xa thì cũng như vậy, em cũng dở nội thất ngoại thất, em quay cận cảnh chi tiết máy móc, gửi hình ảnh và video cho các bác. Và địa chỉ của em Thắng thì ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại nhà 0904 393488. Em Thắng giao hàng toàn quốc. Và sau đây thì em cũng tạm ngừng đoạn video em quay. Các bác nào mà xem được video của em Thắng thì nhấn ủng hộ cho em Thắng một nút và nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những cái món đồ nghe nhạc hay là những cái thiết bị karaoke trong gia đình em lại quay lên để em giới thiệu và các bác cũng cập nhật được ngay và các bác tham khảo. Sau đây em cũng kết thúc đoạn video em quay và hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo của lần sau.